chụp hình đấy. Đẹp không? Thẳng dai mà đừng rút dai là đằng bằng. Đây là bộ hướng đầu có Phật các cô. À. Đẹp quá ta. Lên nè, sơn lên. Cắt cái sơn rồi làm gì vậy? Đẹp ghê không? Đây là công trình của thầy và các cháu làm bằng muỗng cơm hộp. Mới nhìn mình tưởng nó là hoa nhựa ha. Chùa Huyền Trang. Chùa Huyền Trang mới có cái này thôi. Không ai nghĩ là làm bằng cái muỗng ăn cơm á, nó là làm cánh hoa mà cả vườn hoa này. Cả một vườn hoa làm bằng cái cánh. Thì Mỹ mà, cái thì Mỹ mà. Đang xây bên kia nè. Ôi, đi xuống dốc hả? Dạ. Đi xuống dốc rồi mới chịu nha. Ê mày, ở bên kia có hồ bên đó đó. Mày ơi, có trái tim bên bên phải nè. Má. Có trái tim bên có trái tim bên kia chưa?
lên lên đó mình dạ. Đi vòng. Ủa mình đi dưới đất luôn cũng được hả hả? Mình lên cầu thang xuống đó. Ba mở giùm con đi. Mở giùm con đi ba. Biết liền gì. Thank you.
đây không có nước trà. Ở đâu có em? Ngồi ăn ngon lắm. Chị ăn ngon dễ lắm. Chị còn đây có. Chú năm nay hả? Ở thành phố Hồ Chí Minh. Ủa? Con mua nhiều dữ à? Không ạ. Ở cái nhĩ cái này. Nhà nhũ cái. Mấy cái